mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông, trong tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử phạt trên 300 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trong đó có 162 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã phạt tiền trên 2 tỷ đồng đối với 162 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, lập biên bản xử phạt 800 triệu đồng. Trong tháng 4, đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông làm chết 10 người, bị thương 3 người. Lực lượng chức năng cho biết, trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, người dân tham gia giao thông hết sức lưu ý, đi đúng phần đường, chú ý quan sát, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm lập lại trật tự đô thị, trả lại hành lang cho người đi bộ, ngày 25 tháng 4, thị xã Mỹ Hào tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang giao thông trên địa bàn. Với quan điểm chỉ đạo kiên quyết trong việc này, thị xã Mỹ Hào huy động nhiều lực lượng vật dụng tháo dỡ hàng chục mái che mái vẩy lán tạm, tháo thu giữ hàng trăm biển quảng cáo, yêu cầu các điểm bán hàng tạm trên vỉa hè đường Nguyễn Thiện Thuật, ngã tư chợ Bao Bì và hành lang đường Nguyễn Bình. Qua đó, trả lại hành lang đúng theo quy định với những hộ không chấp hành, tổ công tác giải tỏa yêu cầu địa chính phường cung cấp khảo sát cụ thể phần hành lang theo số đo thực tế. Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm, giải tỏa nghiêm toàn bộ những cái vi phạm hành lang an toàn như là mái vẩy, biển quảng cáo, lấn chiếm đất đai, xác định ranh giới cụ thể những cái vị trí mà các hộ sử dụng lấn chiếm đến đâu thì chúng tôi giải tỏa đấy. Kể cả những cái một số những cái vi phạm nó mang tính chất kiên cố, chúng tôi cũng sẽ quyết tâm để giải tỏa cái lần này. Quyết liệt chỉ đạo các xã phường cùng với cả tổ công tác thị xã sẽ thường xuyên duy trì hạn chế những cái việc mà tái vi phạm lấn chiếm đối với cả các hộ vi phạm về hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị xã. Phạm vi giải tỏa là toàn bộ hành lang vỉa hè, tất cả các tuyến đường trên địa bàn 13 xã phường. Với những vi phạm nhỏ, tổ công tác yêu cầu các chủ vi phạm tự giác di chuyển. Với những vi phạm lớn, kiên cố tiến hành tháo dỡ, xử lý triệt để ngay. Việc làm này được người dân đồng tình, ủng hộ cao. Tôi cũng rất là đồng tình với lại cái chủ trương này là vệ sinh đảm bảo quang cảnh của một đô thị, của một thị xã. Cái thứ hai là an toàn giao thông và hàng hóa nó gọn gàng, rất là thuận tiện cho mọi người đi lại và mọi nó cũng đẹp cả cảnh quan cho địa phương mình. Tôi mong muốn là như này luôn duy trì để cho đảm bảo được cái trật tự. Theo kế hoạch, trong thời gian từ nay đến trước ngày 10 tháng 5, tất cả các địa phương phải tiến hành việc giải tỏa xong các vi phạm trên địa bàn. Tuy nhiên, vấn đề là việc quản lý sau giải tỏa, không để xảy ra tình trạng tái vi phạm. Trong tham gia giao thông, không thiếu những tình huống mà chủ phương tiện đi đúng, chấp hành luật, nhưng vì an toàn mà phải nhường nhịn cho các phương tiện đi sai luật. Theo camera hành trình ghi nhận được, một chiếc SUV cố tình lấn làn, vượt ẩu, thậm chí còn té nước trắng xóa phần kính lái của một ô tô khác ở làn đối diện, gây nguy hiểm và giảm tầm nhìn xe đối diện. Đây là trường hợp điển hình rất nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn giao thông trên đường lúc trời đang mưa, bất ngờ bị xe ô tô vượt lên với tốc độ cao, bắn nước mù mịt vào người lên kính xe đối diện. Nhiều cư dân mạng cho rằng các tài xế ô tô khi lái xe tham gia giao thông trong điều kiện trời mưa nên biết nghĩ cho người khác, nhất là những phương tiện nhỏ như xe máy, xe đạp, nhưng vì an toàn mà phải nhường nhịn cho các phương tiện đi sai luật. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.